mấy con cua đồng ngày hôm qua đây mọi người, bữa nay mình dở để mình đặt lại bữa nay á, để mình gom cua đồng mọi người. Đây là mấy con cua đồng ngày hôm qua đây, mọi người, đây cái lú mình đặt ở chỗ cũ qua đây một, đây mà thấy con, mọi người thấy con cua đồng không? Đây đó, đây nó bò, nè đó, lấy được con cá bóng tượng luôn mọi người, ơi. Hên quá mọi người, được con cá bóng luôn mọi người, cá bóng này về có kho được cho mấy nhóc ăn được rồi, hên quá. Ba bốn cua đồng nha mọi người, cá bóng nha mọi người. Cá bóng này về kho, kho cho nhóc ăn được rồi mọi người, cũng hai ba lạng ạ. Đây nha mọi người, hai ba lạng ạ. Cua đồng. Xuống. Đây bắt rồi, đổ kẹp không xuống mọi người. Đổ hai cái. Không kiếm. Ý, cái cua đồng. Còn dính trong mọi người. Mình thấy. Đây, còn cua đồng đây. Nè, mọi người. Nè, đây, thấy không? Cua đồng sữa mọi người. Để đeo thôi. Cua đồng sữa này. Cái đu dưới này cua đồng thấy cũng bọn mọi người, đây cái đu này nó chạy thấy bữa nay trời không có mưa mà chạy cua đồng chạy khá nhiều. Hôm qua mình đặt chỗ này đầu tiên mình ha, nó chưa không có chạy cua đồng bao nhiêu mọi người, mấy con bữa nay mình dở có mấy con mình theo luôn mọi người, mình dồn luôn. Cá bóng vô luôn mọi người, nó không có đặt lại mọi người. Mưa lớn quá thì tốc độ người của mình hết, mình đâu quay được. Đi, mở cá trắng luôn mọi người. À, cá trắng dính lưới này. Cá này kho khô cũng ngon lắm mọi người. Chắc mình dở luôn, dở mình mớm lấy đem về quá. Chạy gì không đây, thấy im ru đây. Cá lu kiến không mọi người ơi. Đây, nó liên một cái chơi nhỏ nữa. Đây.
Có lục kiến con không mọi người. Rồi cá này nó cũng khó hại lắm. Mình giờ biết làm sao giờ, mình cũng thả lại thôi chứ. Em không được thì thả lại thôi chứ mọi người. Đấy, có con cua đồng mọi người. Cua đồng. Cái đó là đam mê được rồi. Còn hơi nhỏ quá mà còn hơi bự quá mọi người. Đây, con cua đồng nữa. Hai ba chục con cá lục kiến luôn mọi người. Tính là tôi là có cá trắng này. Này có mấy con này. Ăn cá sặc thôi luôn. Được có đây. Đây mới cua đồng đây luôn rồi. Cũng hơn nửa ký à. Hơn nửa ký cua đồng. Đây. Bây giờ có em cá bóng tượng nha mọi người. Bữa nay video mình tới đây kết thúc nha mọi người. Hẹn mọi người video sau nha. Chào mọi người.